Kính chào các bạn, trong video này kênh học của Tướng Lai sẽ gửi tới các bạn ván cờ gây chấn động kỳ đài. Đây là vận đấu đánh trong giải cờ tướng Tài Thần Bôi năm 2016. Bên đỏ đầu tiên là danh thủ Trương Ngọc Triều và người cầm men đen là danh thủ số 1 của Trung học kỳ nghệ Chiến Thần Vương thứ nhất. Kính mời các bạn đón xem. Chứ吃
吃。 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 将军。 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 吃。 将军。
Tướng Trí. Tướng Trí. Tướng Trí. Tướng Trí. Tướng Trí. Tướng Trí. Và tiếp theo là phần cờ cho tuyến xe để chém sĩ. Sau hình cờ trên thì bên đen đã phải buông cờ xin thua, một ván cờ ngỡ ngàng dành cho ngoại tình lê khách vương thứ nhất. Các bạn thấy ngay bên đỏ đang mai phục ra thủ pháp cho xe 6 tuyến 1 là bí ngay. Đánh tiếp mà vương có lệch tướng qua thì vẫn thua. Khi đó đơn giản là phần cờ cho thả mã qua lộ 2 là bí ngay. Hình cờ trên mà bên đen của vương xử lý bằng phần cờ cho thoái thượng về thì khi đó vẫn thua. Lập tức sẽ là phần cờ cho tung mã chiếu và cho xe 6 tuyến 2 vẫn là thua dành cho ngoại tình lê khách vương thứ nhất. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại.